Xin chào mọi người, mình giới thiệu đến mọi người con Lenovo ThinkPad L380 nha mọi người. Cũng lâu lắm rồi, chắc từ Tết tới giờ, trước Tết tới giờ bữa nay mình về lại con này ha. View lại cho mọi người, những ai mà xem kênh của mình thì từng theo dõi cũng biết về cái dòng này rồi. Còn ai chưa chưa bao giờ xem thì mọi người xem ha. Cũng có ngõ Type-C nè mọi người nè. Ngõ sạc Type-C rồi ngõ Type-C ha. HDMI, USB đầy đủ hết, đặc biệt trên cái ThinkPad mà L380, L390 nữa là cái vỏ này nó bằng nhôm mọi người, nên là lúc nào nhìn nó không có phủ nhôm, lúc nào nhìn nó cũng sạch, nó đụng vào là nó mát tay luôn mọi người, nó chất lắm. Vỏ nhôm đây thì mình đem ra ở ngoài trời nó hơi bóng một chút xíu, nhưng mà mọi người nhìn đây là cũng biết cái vỏ nó đẹp rồi ha, góc rồi là rất là ok luôn, nhôm nha mọi người, nhôm mát lạnh luôn á. Cái dòng này á là cái dòng mà 13.3 inch i5 Gen 8 mọi người, thế hệ 8 nè. Mình đó là mình đem ra ở ngoài trời ngoài hè á, cho nên là nó đang bị hảnh hảnh nắng á, thành ra là quay cái video thì nó sẽ bị chói chói hơi khó chịu. Mình có cái tấm dán này thì ai mà mua mình sẽ tặng cho mọi người cái tấm dán này để mình dán lên. Thứ nhất là nhìn máy nó đẹp hơn trên cái phím, và thứ nhì nữa là mình thích kiểu gỗ quốc tế thì là mình gõ vậy luôn ha. Cái tấm này mình bỏ qua một bên, mình quay rõ về máy hơn nè. Đây, phím thì có bóng nha mọi người. Thường thường đó là ThinkPad ở bên Nhật đó là người ta sử dụng đa số là phím nó bị bóng, bóng nhưng không có mất chữ ha. Có cái chữ nào đây, có cái chữ N là nó hơi bị trầy trầy thôi mọi người, còn phím là vẫn ok và chất lượng, máy rất là chất, bàn rê chuột cũng mượt đã nha mọi người, chữ ThinkPad cũng đẹp nè. i5 Gen 8 thì dành cho, đây là L380, nó đang chế độ ngủ á. Dành cho mà ai á, mà thích cái dòng này á, thì liên hệ mình báo giá cho mọi người luôn, mình báo cái model của nó, cái cấu hình rồi mình báo giá luôn ha. Này i5 8350U mọi người. Đó, 8 CPU ha, RAM 8 GB và SSD là 256 GB. Đây nè. Rồi con này á thì màn hình là 13.3 inch, webcam đồ đầy đủ hết, máy là đẹp hoàn hảo, không có lỗi gì hết trơn á, máy là hoàn hảo rồi, chỉ có phím hơi bóng thôi mọi người. Con này màn hình 13.3 inch, màn hình đó là có chống chói, nhìn nghiêng là mình vẫn thấy nè mọi người, nhưng mà màn hình này là màn hình HD chứ không phải Full HD nha mọi người. 13.3 inch thì cái size nó cũng rất là vừa phải, không nhỏ quá cũng không có to quá, rất là được yêu thích giới văn phòng rồi đó, gọn tiện máy ha. Ok, vỏ cũng đẹp nữa, vì mọi người muốn đẹp hơn hoặc là gì đó thì mình dán tấm dán phím lên phím thì nhìn nó sẽ sạch sẽ và đẹp hơn. Tại vì mình mua máy cũ bên Nhật về thì đa số là người ta đã sử dụng rồi, phím phím zin như vậy nè, mình đè phím lên thôi. Còn thực sự mà mọi người kêu là có thay phím được không, phím thì thay được thôi, nhưng mà quan trọng là mình có mua phím zin, phím xịn đúng như vậy để mình thay hay không thôi, hoặc là nó bóng như vậy thì mình sử dụng, chứ nó cũng đâu có hư gì đâu mọi người. Nó bóng là cái do ở bên Nhật người ta tì tay người ta sử dụng á, cho nên là nó mới bóng, nó bóng nhiều. Mình không thích thì mình dán phím đè lên, vừa là phím quốc tế mà nó vừa 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 đẹp nữa. Rồi mình báo giá cho mọi người ha, máy kèm sạc, sạc này sạc Lenovo sạc Type-C với mọi người. Pin thì trên 3 giờ ha, cho con i5 thế hệ 8 là 5 triệu nha mọi người. Giá cực kỳ ok luôn, 5 triệu, máy ok quá mọi người ha. Rồi ai chốt thì inbox mình cọc 1 triệu mình ship code và bao test cho mọi người 7 ngày, trong thời gian 7 ngày đó máy có lỗi gì mình sẽ đổi máy khác cho mọi người. Chỉ có 5 triệu thôi, một con ThinkPad vỏ nhôm thế hệ 8, màn hình 13.3 inch, RAM 8 SSD 256, thì mình thấy là cái giá này là rất chi là ok và đáng sở hữu. Rồi cảm ơn mọi người nhiều ha.